trong một năm qua, từng hai lần đàm phán gia hạn với Ferrari. Lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, Quỷ Đỏ chìa ra bản hợp đồng mới với thời hạn 12 tháng nhưng bị Ferrari từ chối thẳng thừng. Lần thứ hai sau đó vài tháng khi đích thân PCTSV Watt cùng SLV Jose Mourinho lên tiếng khuyên nhủ nhưng tiền vệ 30 tuổi vẫn không đổi ý. Nguyên nhân được hiểu là Ferrari không hài lòng với thời hạn của hợp đồng mới. Đây được xem là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Ferrari nên anh muốn có một sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai, ít nhất là trong 3 năm thay vì chỉ 1 năm. Nhân cơ hội này, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Gatterzy nhập cuộc và sẵn sàng trả 150.000 bảng trên tuần cho Ferrari trong 3 năm. Tính ra, cầu thủ tóc xù có thể nhận tổng cộng 21 triệu bảng từ thương vụ này nhưng anh lại không mấy mặn mà vì không muốn chuyển cả gia đình sang một quốc gia bất ổn như vậy. Mong muốn của Ferrari là được sang Serie A thi đấu. Đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ferrari tại Italia là Roma khi đã chủ động tiếp cận với người đại diện. Đại diện thủ đô Italia mong muốn Ferrari sẽ về sân Tivoli MP có để hợp với tân binh Javier Pastore.